Lời kinh trong lòng bàn tay 97. Khi nhận ra mọi thứ đều vô thường, sẽ đổi thay, sẽ không còn mãi như cũ, khi đó sẽ từ bỏ được những điều bất tiện. Làm tổn thương người là bất tiện, làm tổn thương bản thân mình cũng là bất tiện. Có người thành kẻ bỏ đi do mỗi người còn ở đó, bước chân đi rồi trở về không kịp. Có người thành kẻ phụ bạc do mỗi người sẽ không đổi thay, nên không thương nổi những đổi thay của người. Có người thành kẻ trắng tay khi những phù hoa tưởng như bền vững, một người lại hư ảo như khói như mây. Có người lênh đênh như chiếc thuyền không bến giữa ngày mưa gió, khi những danh lợi trốn nhân gian gom góp cả đời, không đủ che chở cuộc đời mình để mặc dòng sông sinh tử cuốn đi. Khi nhận ra mọi thứ đều vô thường, sẽ đổi thay, sẽ không còn mãi như cũ, người ta sẽ biết cách thương mình thôi, không làm những điều mất tiện nữa. Lời kinh trong lòng bàn tay 98. Do yêu thương và mong muốn mãi mãi sở hữu một điều gì đó, nên người đời mới bị nỗi khổ chia ly. Khi nỗi buồn còn chưa hết, khi nỗi đau còn chưa qua, tử thần đã đến và mang họ đi khi chưa kịp sống được một người thật an. Có một sự thật, chúng ta chỉ cảm thấy mất với những thứ chưa đặt xuống được, chỉ cảm thấy mất với những điều vẫn còn muốn giữ lại cho mình. Và có một sự thật nữa, chỉ trong chớp mắt chúng ta có thể mất tất cả mọi thứ. Mất mát, chia ly được nhắc đến trong câu kinh trên là những Phật ngoại thân, vì người đời luôn đau đến nát lòng với những thứ mất mát đến từ đó. Danh vọng, vật chất, quyền lực hay một con người nào đó rất thương, mà quên mất đi mất mát thật sự phải là những mất mát đến ngay từ chính bản thân mình. Tâm mất đi sự hiền từ khi bị tổn thương, ánh mắt mất đi sự hiền hậu khi nhìn thấy những điều không thiện lành, tay mất đi hơi ấm khi cầm phải một bàn tay rất lạnh, đôi chân mất đi niềm tin khi đứng trước biển rộng núi cao. Và chỉ trong một hơi thở, chúng ta có thể mất càng ít người. Khi càng ít quan tâm tới những được mất của vật ngoài thân, chúng ta càng dễ bình yên. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.